Giá trị sổ sách là thước đo tất cả tài sản của một công ty, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, hàng tồn kho, thiết bị sản xuất, bất động sản và vân vân. Về lý thuyết thì giá trị sổ sách phải bao gồm tất cả mọi thứ, kể cả đến chiếc bút chì hay là chiếc ghim bấm mà nhân viên sử dụng. Nhưng để đơn giản thì người ta thường chỉ tính đến những tài sản lớn và dễ định lượng. Giá trị sổ sách của một công ty là sự chênh lệch về giá trị giữa tổng tài sản và tổng nợ trên bảng cân đối kế toán của công ty đó. Các nhà đầu tư sử dụng tỷ lệ P/B để so sánh giá trị vốn hóa thị trường của một công ty với giá trị sổ sách của công ty đó nhằm xác định các cổ phiếu có khả năng bị định giá quá cao hay là định giá quá thấp. Thông thường thì tỷ lệ P/B nhỏ hơn 1 là tốt, nhưng cũng thật khó để xác định như thế nào mới là một tỷ lệ P/B tốt, bởi vì tỷ lệ này có thể thay đổi theo từng nhóm ngành và bất cứ công ty nào cũng có thể có những bê bối tài chính tiềm ẩn. Những công ty có nhiều máy móc như là những công ty ở ngành đường sắt hay là nhiều công cụ tài chính như là ngành ngân hàng thì thường có giá trị sổ sách lớn, và ngược lại, những công ty sản xuất trò chơi điện tử hay là thiết kế thời trang thì có thể có ít hoặc không có giá trị sổ sách, bởi vì những công ty này hoạt động phụ thuộc chủ yếu là dựa vào nhân lực, giá trị sổ sách lại không hữu dụng lắm ở trong trường hợp này. Nhưng đối với những công ty có khối lượng tài sản vững vàng, giá trị sổ sách lại là yếu tố tiên quyết đối với nhà đầu tư. Một phép tính đơn giản, hãy lấy giá trị cổ phiếu hiện tại của doanh nghiệp chia cho giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu sẽ cho bạn được tỷ lệ P/B. Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 1, cổ phiếu đang được bán với giá thấp hơn giá trị tài sản của công ty, có nghĩa là trong trường hợp xấu nhất nếu công ty bị phá sản, toàn bộ tài sản của công ty bị bán tháo đi thì nhà đầu tư vẫn sẽ có lãi. Bạn cần biết rằng các doanh nghiệp tích cực thế nào trong việc khấu hao tài sản của họ, và để biết được thì bạn cần nghiên cứu báo cáo tài chính của họ trong một vài năm gần đây. Nếu khấu tài sản của họ rất giá nhanh hơn tốc độ trên thị trường thì có thể bạn đã tìm ra được một giá trị tiềm ẩn giúp giữ giá của cổ phiếu này trong tương lai. Còn nếu ngược lại, khấu tài sản của doanh nghiệp rất giá chậm hơn so với tốc độ trên thị trường thì đó là lúc bạn nên rời đi. Những doanh nghiệp sản xuất là một ví dụ tốt về việc khấu hao giá trị có thể ảnh hưởng đến giá trị sổ sách như thế nào. Những doanh nghiệp này phải trả một khoản lớn cho các trang thiết bị, nhưng giá khi bán lại những thiết bị này thường rớt nhanh hơn yêu cầu của công ty so với những quy tắc kế toán. Khi những thiết bị này lỗi thời, giá trị của chúng gần như bằng không. Với giá trị sổ sách, vấn đề không nằm ở việc doanh nghiệp phải chi trả bao nhiêu cho thiết bị, mà nằm ở việc họ bán được nó với giá bao nhiêu. Nếu giá trị sổ sách phần lớn dựa trên những thiết bị, thay vì những thứ có giá trị bền vững theo thời gian như là dầu mỏ, đất đai, thì điều quan trọng bạn cần làm là nghiên cứu kỹ hơn về cả tỷ lệ lẫn thành phần của doanh nghiệp. Ngay cả khi tài sản của doanh nghiệp có bản chất tài chính và không dễ bị thao túng khấu hao, thì các quy tắc đánh dấu thị trường có thể dẫn tới việc phóng đại giá trị sổ sách khi thị trường tăng giá và giá trị sổ sách bị đánh giá quá thấp khi thị trường xuống giá. Những công ty có giá trị tiềm ẩn thường có những đặc trưng như sau. Thứ nhất là thành lập lâu đời, những công ty này có đủ thời gian để gia tăng bất động sản. Thứ hai là có quy mô lớn, hoạt động quốc tế, do đó là họ tạo ra được nhiều giá trị sổ sách thông qua những tài sản quốc tế hoặc là giá đất. Ngoài ra thì còn có những công ty nhìn có vẻ kém sang do tính chất nhàm chán hoặc là ít được nhắc tới. Ví dụ như giá trị của gỗ, sỏi và dầu tăng theo mức độ lạm phát. Nhưng nhiều nhà đầu tư bỏ qua những doanh nghiệp này bởi vì họ không có sự hào nhoáng như là các cổ phiếu tăng trưởng. Nhìn sâu hơn vào giá trị sổ sách sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công ty. Trong một số trường hợp, công ty sẽ sử dụng thu nhập dư thừa để cập nhật các thiết bị thay vì trả cổ tức hoặc là mở rộng hoạt động kinh doanh. Mặc dù việc này có thể làm giảm giá trị của công ty trong ngắn hạn, nhưng nó lại tạo ra được giá trị sổ sách trong dài hạn vì thiết bị của công ty có giá trị cao hơn và chi phí thì đã được chiết khấu. Mặt khác, nếu công ty ngừng sửa chữa những thiết bị lỗi thời, khoản chi cho việc sửa chữa đó sẽ ăn vào lợi nhuận của công ty trong tương lai. Điều này sẽ cho bạn biết một số điều về giá trị sổ sách cũng như đặc điểm của công ty và ban lãnh đạo. Lựa chọn giá trị sổ sách không dễ dàng hơn những cách đầu tư khác, nó chỉ là một cách tìm hiểu khác về doanh nghiệp mà thôi. Chiến lược tốt nhất là để giá trị sổ sách là một trong những phần bạn tìm hiểu về doanh nghiệp. Bạn không nên đánh giá một quyển sách qua trang bìa, cũng không nên kết luận về một doanh nghiệp thông qua những dữ liệu có trong giá trị sổ sách. Theo lý thuyết thì tỷ lệ P/B thấp có nghĩa là bạn đang có một tấm đệm chống lại sự hoạt động kém hiệu quả. Trong thực tế thì tỷ lệ P/B ít khi có thể khẳng định chắc chắn như vậy. Những thiết bị lỗi thời vẫn có thể được thêm vào giá trị sổ sách khi mà giá trị tài sản có thể lại không.
Nếu bạn muốn đầu tư dựa vào giá trị sổ sách thì bạn cần tìm ra được chính xác trạng thái thực sự của các tài sản đó.